Hi, mến chào mọi người. Tiếp tục giới thiệu về những ngôi chùa đẹp. Thì hôm nay em đang có mặt ở Dĩ An, Bình Dương. Và ở đây có một cái ngôi chùa có rất nhiều những tôn tượng đẹp, là một ngôi tổ đình lớn ở Bình Dương. Đó chính là tổ đình Đức Hòa. Ở đây còn có một vị giảng sư nổi tiếng, đó là thầy Thích Minh Thiền. Vị thầy có rất là nhiều bài pháp nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan chùa, chiêm bái Phật cũng như là tìm hiểu về ngôi chùa này nhé. Vượt qua khoảng 20 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa phận Thủ Đức, hướng về Bình Dương, qua trạm thu phí khoảng 1 km nằm trên quốc lộ 1K thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đến chùa Đức Hòa Cổ Từ. Tên của ngôi chùa này cũng là sự kết hợp giữa hai địa phương là Thủ Đức và Biên Hòa mà hợp thành. Chùa Đức Hòa được xây dựng từ năm 1957 với diện tích 9.300 m², đến nay đã có 4 đời sư trụ trì. Vị sư đầu tiên là thầy Thích Thanh Nghĩa, từ năm 1961 đến 2004 thì hòa thượng Thích Chân Lý tiếp nối gìn giữ ngôi Tam Bảo và trở thành vị trụ trì đời thứ hai. Trong thời gian này, hòa thượng Thích Chân Lý sớm lo việc truyền thừa của đời tiếp theo nên đã nuôi dạy đệ tử, đó là thầy Thích Chí Thiền. Và sau những năm tháng được học các lớp Phật học xong, thầy trở về chùa cùng với hòa thượng ân sư dẫn dắt hàng Phật tử hoằng dương Phật pháp. Đến năm 2005, hòa thượng Thích Chân Lý đã truyền thừa kế vị đời thứ ba cho thầy Thích Chí Thiền. Và hiện nay thì đại đức Thích Minh Thiền đang là trụ trì của chùa từ năm 2020. Được thầy tổ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, các cấp lãnh đạo địa phương cũng như hàng Phật tử tín nhiệm, quý sư thầy trụ trì đã từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất tại chùa để tạo điều kiện tốt nhất cho Phật tử tu tập với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh. Từ năm 2005 đến nay, cơ sở vật chất của chùa đã được sửa chữa, nâng cấp toàn bộ. Ngôi Tam Bảo giờ đây trang nghiêm, thanh tịnh, khỏi hương nghi ngút. Tiếng mõ, tiếng kinh năm vang suốt đêm ngày. Năm 2009, giảng đường của chùa rộng 1.000 m² đã được hoàn thành. Đây trở thành nơi rộng rãi, thoáng mát cho Phật tử đến tu tập. Nhà tu thì sạch sẽ, ngăn nắp. Tăng phòng vừa đủ để cho các vị tu sĩ an tâm tu học, chu đáo về đời sống sinh hoạt cho hơn 36 vị xuất gia. Bên cạnh đảm nhận công tác từ thiện xã hội tại địa phương và Giáo hội Phật giáo của tỉnh, chùa cũng thường xuyên tổ chức khóa tu Phật thất đầu tiên của tỉnh tại nhà chùa với số lượng Phật tử từ 200 đến 300 người mỗi khóa. Khóa tu mỗi tháng một kỳ và tổ chức suốt trong 7 ngày. Phật tử tu tập thường xuyên tại chùa khoảng 30 người và niệm Phật một ngày đêm là 5 thời và một thời nghe Pháp. Mọi người thấy đó, thì trong khuôn viên chùa có rất nhiều những cái cây xanh, cây cảnh như là những cái cây sa la nè, những cái cây hoa rất là đẹp mọi người ha. Nên chắc chắn rằng khi mà đến đây thì mọi người sẽ có một cảm giác rất là bình yên, thanh mát và dễ chịu nhé. Kiến trúc chùa Đức Hòa thật rất là ấn tượng và đặc biệt đã đem đến những cảm xúc trong sáng, bình yên nhất cho cõi lòng chúng sinh. Đó là những hình ảnh được sắp xếp trong một tổng thể kiến trúc hài hòa, tuyệt đẹp, từ màu sắc đến đường nét đều sinh động, khắc họa bức tranh tâm linh hoàn hảo. Sân chùa được phối hợp giữa phong cách cổ kim của truyền thống Phật giáo Việt Nam và thế giới cực lạc ở trong kinh A Di Đà. Trước hết là pho tượng Quán Thế Âm cao 18 m, xây dựng năm 1965, được xem là lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, và tôn tượng Phật A Di Đà cao 25,5 m. Hơn nữa, cả hai pho tượng Phật này đều được đặt đối xứng với nhau, tạo cảm giác an lành như có sự hiện diện của chư vị che chở. Xung quanh tường xây cao 5 m, áp tường được đắp những phù điêu diễn tả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Dọc theo hai bên sân chùa là Tử Long Hội Tụ. Bước vào khuôn viên chùa, du khách và Phật tử sẽ được chiêm bái, đảnh lễ Đức Phật A Di Đà
Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng 6 loài chim quý là Lăng Ca Tần Già, Cộng Mạng, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Bạch Hạc và các vị thánh, nào là Cửu Phẩm Liên Đài, kia là Ao Thất Bảo cùng 7 hàng cây quý báu. Và tại đây, mọi người sẽ ngắm nhìn cách thiết kế khiến cho chúng ta buông bỏ được những phiền muộn, lo âu, tâm hồn trở nên thư thái nhẹ nhàng. Bên phải khuôn viên chùa còn có tôn tượng của Đức Phật Nhập Niết Bàn lớn. Bên dưới là tượng của hai vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền được đặt ở trong lồng kính. Chính giữa là tượng Bồ Tát Di Lặc. Gian nhà phía bên dưới là điện thờ của Bà Chúa Xứ và Ngũ Hành Nương Nương. Chùa có rất là nhiều tôn tượng lớn đẹp như là tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm nè, tượng của Đức Phật A Di Đà nè, tượng của Đức Phật Nhập Niết Bàn nè, vân vân. Thì mọi người đến đây mới cảm nhận được cái vẻ linh thiêng hay là những cái vẻ đẹp của những cái tôn tượng này, nên mọi người nhớ sắp xếp đến với chùa nhé. Chánh điện chùa được làm khá là lạ mắt và độc đáo. Tường chùa được ốp ghép nhiều mảnh sành sứ một cách cầu kỳ. Bên trên mái có tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát Di Lặc, Địa Tạng Vương Bồ Tát và các tượng chư thiên, vân vân. Thật sự ở chánh điện chùa rất là ấn tượng và không giống với bất cứ ngôi chùa nào mà em từng đến. Hai bên lối vào có hai vị thần hộ pháp trấn giữ đầy uy nghiêm. Bên trong Phật điện hiện lên vẻ cổ kính, trang nghiêm. Các chi tiết ở gian thờ sơn son thiếp vàng, màu gỗ trầm ấm kết hợp với màu trắng một cách hài hòa, vừa cổ kính, xen nét hiện đại, thoáng và sáng. Các gian thờ thì bố trí gọn gàng, các tôn tượng Phật được thiếp vàng lộng lẫy, nổi bật lên bên trong không gian chùa. Bao lam, án thờ, điêu khắc hoa văn tinh xảo, cầu kỳ. Tượng Phật thì hầu hết là những vị Phật hay là Bồ Tát mà chúng ta thường thấy, như là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Phật Dược Sư, vân vân. Hai bên là hai án thờ của Đức Chúa Công, còn bên kia là Tôn giả A Nan, được tạo tác đậm chất thuần Việt. Phía sau Phật điện là tổ đường, nơi chùa tôn trí tượng Phật A Di Đà và thờ chư vị tổ sư của chùa. Còn những nơi khác á thì em sẽ không vào nhé. Trong nhịp sống sôi động hiện nay, ồn ào, tất bật, cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền, con đường danh lợi bon chen, nhiều phiền não, thì hữu duyên chúng sanh đến với ngôi chùa Đức Hòa yên tĩnh, trong lành, mọi người sẽ cảm nhận được giá trị bình an, hạnh phúc và an lạc. Rồi, như vậy thì hôm nay em cũng đã vừa quay và gửi đến mọi người những hình ảnh của Tổ đình Đức Hòa nằm ở Dĩ An, Bình Dương. Đây là một ngôi chùa đẹp, có rất nhiều những cái tôn tượng lớn, khuôn viên thì xanh mát, thanh tịnh và rất là bình yên. Vậy nên nếu mà ai đang ở gần đây chưa có một ngôi chùa nào để mình có thể đến chi mái Phật thì nhanh chân đến ngôi chùa này nhé. Em cũng xin dừng video tại đây. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những ngôi chùa tiếp theo. Bye bye!